Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh VN Stock của mình. Hôm nay thì mình làm cái clip nói về cái chủ đề đầu tư chứng khoán một cách cơ bản nhất dành cho những cái bạn mà đang có ý định tham gia vào thị trường chứng khoán hoặc là những bạn mà mới chơi, chưa có thời gian tìm hiểu nhiều. Thì cái phần này chủ yếu là mình đúc kết lại cái kinh nghiệm trong quá trình mình đầu tư khoảng hai năm nay ha, và cái số vốn hiện nay mình đầu tư cũng tương đối khá trên thị trường. Tại vì là gần đây có rất là nhiều bạn xung quanh mình thì có hỏi về cái việc mà đầu tư là như thế nào, bỏ vốn vào thị trường chứng khoán bao nhiêu là vừa, rồi sử dụng tiền ra làm sao, rồi margin ký quỹ, hay là tất đặt, nói chung là rất là nhiều những câu hỏi mà những người mới lần đầu tham gia vào thị trường hoặc là các bạn vừa có ý định chơi chứng khoán thì hỏi mình thường xuyên. Thì hôm nay mình tranh thủ mình làm cái clip đầu tiên này. Có thể là trong cái chuỗi này nó sẽ có thêm nhiều cái clip nữa về cái chủ đề này. Tuy nhiên hôm nay thì mình sẽ làm cái clip đầu tiên. Đại loại là mình sẽ cố gắng mình tổng hợp lại những cái ý chính trên thị trường, rồi những cái vấn đề quan trọng mà khi các bạn tiến hành đầu tư. Mình làm theo cái kiểu mind map thì quận đâu thì mình sẽ nói đó, mình cố gắng mình sẽ gom lại cho nó tương đối logic một tí ha. Tại vì cái phần này thì mình cũng chỉ dựa trên kinh nghiệm thôi, chứ mình không có thực sự là làm theo kiểu hàn lâm ha, theo kiểu mô típ về lý thuyết này nọ bài bản. Mình cũng không rành lắm. Với lại là cái phần này thì các bạn có đủ thời gian để các bạn đọc sách, cho nên là mình cũng không. Thì cái việc đầu tiên mình nói với các bạn rằng là khi mà đầu tư chứng khoán thì chúng ta sẽ, trước mắt chúng ta sẽ hỏi những cái điều nó mang tính cốt lõi trong cái quá trình đầu tư của mình. Tất nhiên là cái chuyện là đầu tư chứng khoán để làm gì, nó thì đương nhiên là để kiếm lợi nhuận rồi ha. Rồi làm thế nào để đầu tư chứng khoán thì mình phải mở tài khoản, mở công ty ABC này nọ. Những cái vấn đề nó cơ bản như thế này là các bạn hoàn toàn có thể là search trên Google. Tuy nhiên mình nói ở những điểm chính, những cái điểm này nó sẽ mang yếu tố cốt lõi và giúp cho các bạn hình dung được cái quá trình đầu tư của mình nó có thực sự là tốt đẹp lâu dài hay không ha. Thì các bạn phải lưu ý rằng mình luôn luôn, bản thân các bạn hoặc là mình cũng vậy, phải luôn luôn hỏi về cái việc mà đầu tư chứng khoán ở những câu hỏi cốt lõi như thế này. Thứ nhất là tiền đâu các bạn chơi chứng khoán, và tiền của bạn là có màu gì. Mình thích phân biệt cái màu sắc của các đồng tiền trong túi mình. Các bạn nên lưu ý là tiền ở đâu thì đương nhiên là chúng ta phải có vốn rồi ha. Còn cái cách nào các bạn kiếm tiền thì cái chuyện của các bạn. Còn tiền có màu gì thì mình phân loại cho các bạn ở đây. Nó có mấy cái khái niệm rất là quan trọng. Mình thì mình thích gọi cái tiền đỏ ha, tiền đỏ, tiền xanh, tiền vàng. Đại loại là nó tương ứng với các cái màu của trên chứng khoán. Thì mình nói với các bạn rằng tiền đỏ là tiền mà các bạn ngày mai các bạn phải sử dụng nó. Ví dụ ngày mai bạn cần phải chi 5 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu gì đó. Những cái tiền đó là bắt buộc bạn phải chi rồi, bạn không thể nào không chi cả. Những cái tiền đó được gọi là tiền đỏ. Tiền đỏ là cái tiền mà bạn, là tiền mà chúng ta phải bắt buộc chi ha, trong thời gian ngắn hạn sắp tới. Cái tiền này là rất là quan trọng. Cái tiền này không có nó thì các bạn sẽ bị vỡ lỡ những cái kế hoạch quan trọng của mình. Và đối với tiền đỏ là tuyệt đối là không chơi chứng khoán ha. Các bạn mà dùng cái tiền đỏ để chơi chứng khoán, chẳng hạn như là hôm ngày mai các bạn có, và tuần sau các bạn phải chi 5 triệu để các bạn giải quyết một vấn đề gì đó quá quan trọng. Tuy nhiên bây giờ bạn có 2-3 triệu rồi ha, các bạn muốn dùng 2-3 triệu đó bỏ vào thị trường để tuần sau chúng ta lấy lời thêm 5-7 triệu nữa ha. Thì cái việc này là nó hoàn toàn nó rất là sai lầm. Nó giống như chúng ta đi casino, giống như chúng ta đi đánh bài vậy ha. Cái tiền đỏ là cái tiền sống còn, tiền bắt buộc rồi. Cái tiền này là chúng ta không được phép vi phạm, và cái phần này là các bạn phải tách bạch nó ra ha. Còn một loại tiền nữa mình nói với các bạn là tiền vàng. Cái tiền mà có màu vàng á ha, là cũng là cái dạng tiền đỏ, nhưng mà là cái thời gian của các bạn sử dụng nó có thể dài hơn. Ví dụ như là tháng sau
hay là 2-3 tháng nữa, hoặc là tới quý 1, quý 2, quý 3 gì đó, các bạn sử dụng gạo tiền này chúng ta đóng học phí cho con nè. Cái tiền này hoặc là chúng ta sẽ đi khám sức khỏe định kỳ nè, hay là tiền này là chúng ta sẽ gửi về cho ba mẹ, cho gia đình để chuẩn bị tổ chức cưới hỏi, hay là những sự kiện quan trọng gì đó. Cái tiền vàng này các bạn cũng không, cũng tuyệt đối nó tương tự với cái tiền đỏ. Mình phân biệt cái loại tiền này là thường ha, kế hoạch dưới một năm. Thì cái tiền này là các bạn gần như cũng tuyệt đối không dùng tiền vàng để chơi chứng khoán ha. Còn một loại tiền nữa, cái tiền này thì là gọi là tiền xanh. Cái tiền này là các bạn lưu ý rằng mình có thể là lượng tiền mình nhiều hay ít không quan trọng, mà quan trọng là cái tiền này nè. Nếu như mà mình đầu tư mà lỡ nó có thất bại, nó có fail á, nó có mất đi 5%, 7%, 10%, 20% gì đó, hoặc là có thể mất hết đi, là các bạn vẫn không bị lâm vào cái tình thế quá khó khăn. Có nghĩa là các bạn vẫn sống được. Giả sử không có cái lượng tiền này thì các bạn vẫn sống được, các bạn vẫn tiếp tục làm công việc bình thường khác, các bạn vẫn kiếm được tiền, rồi các bạn vẫn có những cái cơ hội, những cái hy vọng khác. Thì cái tiền xanh này mới là tiền chơi chứng khoán. Mình tạm gọi là chơi chứng khoán được ha. Thì có cái tiền xanh này chính là tiền mà chúng ta sẽ đi đầu tư. Đầu tư cái gì cũng được, vàng, bạc, chứng khoán, đất đai này nào cũng được. Hoặc là đầu tư về gửi tiết kiệm, vân vân, cái gì cũng được. Được sử dụng cho khái niệm tiền sinh ra tiền. Cái này là cái rất là quan trọng, các bạn lưu ý. Chỉ có tiền xanh, chỉ có cái tiền xanh này nó mới được dùng cho cái khái niệm là tiền sinh ra tiền. Còn các loại tiền khác là những tiền thiết yếu thì chúng ta không được dùng, không được vi phạm nó, không được dùng nó để chúng ta chơi những đầu tư những cái bài toán nó không chắc chắn ha. Và hiện nay bản thân mình chơi chứng khoán cũng bằng tiền xanh. Có nghĩa là tiền xanh này thì là mình đầu tư, mặc dù số tiền nó cũng khá lớn, nhưng mà nó chính là cái tiền mà không nhất thiết mà mình phải dùng trong năm nay, năm sau nữa. Bởi vì thứ nhất là mình nói với các bạn là thứ nhất là hiện nay mình đã có nhà mình ở rồi, và cái nhà này thì hiện nay mình cũng đã trả hết nợ ha. Có thể là các bạn, nhiều bạn nó vẫn chưa được cái tình hình tài chính như thế này, nhưng mà các bạn trong một số ít, ví dụ 100 triệu, 200 triệu các bạn tiết kiệm được, thì có thể là 50 triệu là tiền đỏ, 50 triệu tiền vàng và 200 triệu tiền xanh. Thì các bạn cứ dùng cái tiền xanh này các bạn đi đầu tư, nó có trục trặc, nó có vấn đề gì đó, hoặc là nó có thể lâu quá nó cần phải thu hồi vốn, thì chúng ta vẫn còn thời gian để chúng ta chờ nó được. Thì cái vấn đề khi mà đầu tư chứng khoán, chúng ta phải phân biệt được rằng chúng ta có bao nhiêu tiền, trong đó bao nhiêu tiền là màu đỏ, bao nhiêu tiền là màu vàng, bao nhiêu tiền là màu xanh, và chúng ta chỉ được phép chơi trong cái tiền màu xanh này. Các bạn nên hết sức lưu ý cái chủ đề này. Đây là mình nói nguồn vốn của các bạn, vốn tự có của các bạn ha. Còn tiếp theo ở trong này, nó còn khi mà mình dùng tiền xanh mình đầu tư á, ở trên thị trường chứng khoán nó có hai dạng. Một là dạng là dùng vốn gốc ha, chỉ sử dụng vốn gốc, tức là tiền mình tự có ha. Còn một dạng thứ hai nữa là mình sử dụng thêm đòn bẩy tài chính, tạm gọi là vốn vay ha, là vốn mà các công ty chứng khoán cho mình vay thêm dựa trên số vốn ban đầu của mình. Cái này chính là cái thuật ngữ margin mà các bạn thường hay nghe ở trong này. Thì mình nói với các bạn rằng là chỉ sử dụng vốn gốc của mình không á, thì nhiều khi các bạn là mua bán với cái số lượng nó hạn chế, hoặc là nhiều khi là cái mình thấy cái cơ hội nó tương đối rõ ràng, nhưng mà mình chỉ có 5-7 đồng thôi, mình đầu tư vào cái cơ hội đó thì cái tiền lời mình nó sinh ra ít. Nhưng mà có một số người thì sử dụng đòn bẩy margin rất là lớn. Bản thân mình cũng đang sử dụng khá lớn để mình tối ưu hóa cái tình huống tốt đẹp.
Margin chính là cái phần vốn vay. Ví dụ như là tùy ở các bạn nên hiểu thêm cái khái niệm này. Cái margin này là nó có mấy cái khái niệm. Một á, nó chính là cái tiền vay mà các công ty chứng khoán người ta cho mình vay. Thì đương nhiên người ta cho mình vay á, nó sẽ có những cái vấn đề là về lãi suất này ha. Lãi suất vay bao nhiêu phần trăm ha. Cái này là khi các bạn mở tài khoản ở công ty chứng khoán nào thì các bạn phải ghi hỏi cho kỹ cái vụ này, cái lãi suất vay bao nhiêu phần trăm nó rất là quan trọng. Tại vì mua đi bán lại mà, mua đi bán lại liên tục thì mình sử dụng cái phần này, nếu mà lãi suất càng rẻ là chúng ta càng có lợi. Thì hiện nay ví dụ như là mình đang sử dụng ở VPS thì cái lãi suất margin cũng khá thấp, đâu đó khoảng 9.5% gì đó. Rồi có một vài ví dụ BSC thì có chính sách dành riêng cho cán bộ nhân viên nó khác, rồi dành cho khách hàng bên ngoài khác, nhưng mà thường rơi vào khoảng tầm 10%, 11%, 12%, 13% gì đó, tùy các công ty chứng khoán ha. Nhưng mà hiện nay thì mình đang sử dụng VPS khá nhiều, mình thấy rằng tương đối ổn ha. Cái này mình hoàn toàn không PR gì cho VPS ha. Bản thân mình cũng chỉ là nhà đầu tư cá nhân thôi, mình không phải là môi giới, không phải broker. Mình nhắc lại cho các bạn một xíu kìa các bạn ấy, thì các bạn có thể tham khảo thêm, cái này thì tùy các bạn thôi. Rồi đối với cái margin á, thì một á, là phần lãi suất, thứ hai là cái tỷ lệ margin. Cũng tùy công ty nha. Công ty nó sẽ có một danh sách các cái cổ phiếu, và ứng với một cổ phiếu đó nó sẽ cho một cái tỷ lệ vay. Ví dụ như là tại VPSG thì HBG hiện nay người ta đang cho tỷ lệ là 40%. Có nghĩa rằng là mình bỏ 40% vốn vô thì mình sẽ được vay khoảng 60% nữa ha. Thì nó tương ứng với 100%. Tùy các công ty và tùy mã nữa. Ví dụ có những mã là người ta không cấp margin luôn, các mã nguy hiểm, các mã làm ăn lỗ, hay là các mã nhỏ, các mã thanh khoản yếu trên thị trường là người ta không cho margin. Cái này là tùy công ty. Và cái tỷ lệ người ta cho là bao nhiêu là nó cũng khác nhau hết. Các công ty nó cũng khác nhau, chứ nó không có tương đồng. Cho nên các bạn lưu ý ở đây một chút. Và cái việc mà sử dụng margin này nè, là phải vô sử dụng margin là phải vô cùng cẩn trọng. Mọi rủi ro lớn nhất trên thị trường đều xuất phát từ margin. Nha, các bạn nên lưu ý cái chỗ này một chút. Sử dụng margin là các bạn phải vô cùng cẩn trọng, mọi rủi ro trên thị trường đều xuất phát từ margin. Thì nếu như các bạn mà quan sát cái thị trường, diễn biến thị trường gần đây, khi mà báo chí cứ lên mà căng margin nhiều, các công ty chứng khoán cho vay margin nhiều ABC là hầu như là nó dự báo luôn là ngày hôm sau, vài ba ngày sau là thị trường đảo chiều. Đảo chiều rất ghê gớm, cách 2-3 ngày nó đảo chiều rất là nặng. Thì trong đó các bạn nhìn thấy cái mối tương quan giữa báo chí nó lên một phát là vấn đề nó sẽ trở nên rất là rủi ro. Thì bản thân mình là mình sử dụng margin cũng khá nhiều, nhưng mà là mình sử dụng nó tương đối. Nói chung là với so với mặt bằng chung là cái tỷ lệ margin mình sử dụng cao, nhưng mà mình cái cách mình sử dụng thì cũng khá an toàn. Có nghĩa là mình sử dụng khi mình phải mua hàng, một cái lượng hàng nó về nó vừa đủ sẵn sàng trục trặc là mình bán nguyên, mình xử luôn margin, chứ mình không có để trong cái tình huống là kẹt margin, kẹt hàng không bán được ha. Các bạn nên lưu ý cái cách này, sau này thì mình sẽ nói thêm một chút về cái vấn đề này. Rồi chúng ta còn thêm cái vấn đề gì nữa không? Đầu tiên trên thị trường là chúng ta cần phải phân biệt là tiền, là chúng ta chỉ lấy tiền xanh ra chơi thôi, tiền đỏ, tiền vàng là không chơi. Thứ hai nữa là chúng ta chơi bằng vốn của mình. Nếu như chúng ta mới bắt đầu chơi thì tốt nhất là chúng ta chỉ sử dụng vốn của mình thôi. Sau đó nếu như chúng ta thành thạo rồi, chúng ta có cái nguồn thu nhập để bổ sung vô so với việc trả lãi, trả gốc. Nếu như chúng ta vay thì trong một tháng nó sẽ có 1%, 2% gì đó tiền lãi. Thì miễn là chúng ta có thêm tiền, ví dụ như tiền thu nhập hàng tháng chúng ta vẫn dư ra, chúng ta đủ trả tiền lãi, tiền gốc, thì chúng ta có thể là sử dụng cái thằng này, sử dụng thêm margin. Còn nếu như mà tốt nhất thì các bạn mới chơi, mới vào lần đầu tham gia hoặc là chưa có nhiều kinh nghiệm thì các bạn tốt nhất là nên sử dụng cái tiền gốc của mình thôi, hạn chế sử dụng margin. Còn nếu như các bạn rành rồi thì các bạn sẽ sử dụng margin, tùy cái tỷ lệ của các bạn, nhưng mà phải hết sức cẩn trọng. Cái này mình không những riêng mình đâu,
Rất nhiều bạn tham gia thị trường khá lâu nhưng mà là cũng hay bị chết với cái chuyện mà sử dụng margin quá mức như thế này. Cái phần tiếp theo mà mình muốn nói cho các bạn là cái chủ đề là chúng ta sẽ mua cổ phiếu như thế nào ha. Cái phần này thì nó khá là rộng và nó các bạn có thể là hoàn toàn các bạn có thể là tìm hiểu thêm trong sách, nhưng mà là trước mắt là mình sẽ nốt mấy cái ý chính, sau này mình sẽ làm một cái clip chuyên sâu về cái chủ đề này. Thứ nhất là các bạn chỉ mua các cổ phiếu của các công ty làm ăn tốt, tuyệt đối là chúng ta không không mua các cái công ty nó đang làm ăn lỗ à, nó đã lỗ rồi chúng ta đã biết cái công ty đã lỗ rồi thì chúng ta không nên mua nó. Cũng giống như các bạn lấy tiền của mình đi góp vốn, các bạn nhìn thấy cái nhà hàng này nè, nó đang làm ăn lỗ, khách nó không có, nó làm ăn sơ sài trên thị trường, nó không nổi tiếng, chi phí nó quá lớn này nọ, nó đang làm ăn lỗ mầm mầm dạng tháng nó lỗ 5-10% gì đó, thì các bạn cứ hùn tiền vô, các bạn đảm bảo là chúng ta sẽ lỗ lỗ đi theo nó, chúng ta sẽ mất vốn với những cái nhà hàng đang làm ăn lỗ, các công ty đang làm ăn lỗ cũng vậy. Tất nhiên là các bạn có kỳ vọng là nếu như mà mai mốt nó làm ăn tốt thì sao ha thì giá nó sẽ lên nữa, nhưng mà cái chuyện tương lai chúng ta hoàn toàn không biết được. Chúng ta chỉ quan tâm là trạng thái quá khứ nó tốt, hiện tại nó tốt thì mình mới có quyền hy vọng tương lai nó tốt. Còn hiện nay nó đang xấu, quá khứ nó đang xấu thì cái chuyện mà kỳ vọng tương lai nó tốt hơn hay không á thì còn xa vời lắm. Cho nên là các bạn nên nên chú ý cái chuyện là chúng ta chỉ mua các cổ phiếu làm ăn tốt. Mình ví dụ hiện nay lấy ví dụ như mình là mình chỉ chơi HBG này, trong danh mục của mình là chính này, FBG này, FBT, CTG này, VNG này. Đó là mấy cái mã chính mình hay mua ghi bán lại vòng 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 mấy cái mã này thôi. Mình rất ít khi mà mình mua những mã lạ ha. Thứ hai nữa, cũng trong cái bối cảnh này, chúng ta chỉ mua các công ty làm ăn tốt rồi nha ha, lợi nhuận tốt nè, doanh số tốt nè, và nó chia cổ tức đều ở mức hợp lý. Thường là nó gồm cả tiền mặt nè hoặc có cả cổ phiếu tùy nó. Thì mấy cái công ty của mình như các bạn nhìn thấy cái mấy mã mình hay chơi là nó đều nằm ở trong trạng thái này được, HBG, CTG, FPT, VNGREX này nọ, nó đều nằm ngay. Tất nhiên là nó còn nhiều mã nữa, nhưng mà mình hay ví dụ những cái mã mà mình chơi rồi. Tốt nhất là nên lựa chọn những công ty đầu ngành hoặc có lợi thế đặc thù trong tình hình hoạt động kinh doanh của nó ha. Ví dụ như HBG là nó là số 1 về sắt thép ở Việt Nam rồi, FPT là số 1 về công nghệ rồi, CTG hiện nay nó là ngân hàng Big Four mà nó đang có cái kết quả kinh doanh gần như là tăng trưởng tốt nhất trong cái Big Four hiện nay ha. VNGREX nó cũng khá tốt, các bạn có thể là tìm hiểu thêm. Đây là khi mà các bạn cho dù các bạn là mới chơi hay các bạn đã chơi lâu rồi thì mình luôn luôn nhắc cho các bạn, kể cả trong nhóm Zalo của mình khoảng hơn 500 mấy bạn, mình luôn luôn nói với các bạn rằng hãy chọn những cái cổ phiếu cơ bản tốt nhất, những cái cổ phiếu của những công ty nó làm ăn tốt nhất, những cái công ty nó có lợi thế đặc thù, nó nằm ở vị trí đầu ngành và nó có lợi thế cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ, các công ty còn lại trong từng nhóm ngành, nhóm nghề, thì các bạn nên đầu tư vào những cái công ty này. Còn những cái công ty khác nó đã yếu kém rồi, nó đã thiếu sức cạnh tranh rồi, nó không có một cái cơ hội gì rõ ràng trong cái việc làm ăn của nó mà chúng ta đi đầu tư, đó là một cuộc dạo chơi rất là mạo hiểm. Khi mà công ty nó làm ăn kém, nó không có vấn đề, nó không có một cái cơ hội gì phát triển cả, nhưng mà đùng một phát là giá nó bật lên ha, rồi người ta mua ầm ầm,
thì những cái vấn đề đó nó chỉ xảy ra ở mấy cái tình huống thôi. Một là call game thâu tóm, hoặc là lãnh đạo kỳ vọng một cái lợi nhuận giữa các đột biến ở phía sau, người ta thu gom mua vàng. Những cái lợi thế, những cái dấu hiệu đó nó rất là mơ hồ. Thì trên thị trường chứng khoán nó tồn tại ba trường phái. Thì trong đó một là những người mà đầu tư vào những cái cổ phiếu mang tính chất cơ bản. Ví dụ bản thân mình hiện nay mình đang nằm ở trong cái nhóm này. Tất nhiên là mình không phải là đầu tư giá trị theo kiểu của Warren Buffett, bởi vì mình không đủ sức để mình hiểu những cái vấn đề này. Nhưng mà là mình biết rằng là những công ty này nó đang làm ăn tốt thì mình hy vọng là nó sẽ tốt hơn, giá của nó sẽ có cơ hội tăng trưởng. Cổ tức nó chia đều, mình tính toán ra mình thấy cái kết quả kinh doanh nó cũng khá lợi nhuận thì mình sẽ đầu tư. Còn một cái trường phái nữa mà lâu lâu thì mình cũng chơi, mình hay gọi là cái chơi kiểu T cộng, là chơi hoàn toàn dựa trên kỹ thuật, không cần biết nó xấu nó tốt gì cả. Thấy tín hiệu break ra khỏi cái nền giá là chúng ta mua. Nó có break về giá, break khối lượng này nọ thì sau này mình sẽ bàn thêm với các bạn cái chỗ cái này. Tuy nhiên mình tổng kết lại cái quá trình mình đầu tư từ khoảng gần 2 năm nay. Thì mặc dù cái phương án chơi T cộng, chơi kỹ thuật có lúc đúng có lúc sai ha, có nhiều điều lời rất là khác. Ví dụ oi đợt vừa rồi là mình lời gấu gó khoảng 2-3 điều, mỗi điều 10 mấy%, nói chung cũng khác. Nhưng mà là cái lượng tiền mình kiếm được và mình an tâm nhất vẫn nằm ở trong cái danh mục cổ phiếu này ha. Cho nên là các bạn cứ tập trung vào cái chủ đề này, và mà nếu như các bạn mới chơi, các bạn có tiền ít, các bạn cần phải cẩn trọng trên vốn liếng của mình, thì các bạn nên tập trung vào những cái doanh nghiệp nó mang tính chất cơ bản như thế này. Nó cơ bản nhưng mà là cơ bản với động lực tốt, với kết quả trong quá khứ nó đã tốt rồi, chứ không phải là cơ bản là nó cứ nằm kêu nó không có cái gì nổi trội hết. Như dạo này là dạo là mình ít có tham gia giao dịch ở Vinamilk, bởi vì mình không thấy cái động lực lớn của Vinamilk để phát triển thị phần và doanh số nữa. Vinamilk hiện nay nó đang đứng đầu rồi, nhưng mà cái thị phần sữa này nó cũng gần như là bão hòa trong nước rồi. Bây giờ nó chỉ đẩy mạnh ở cái khâu quốc tế thôi. Đây là nhận định cá nhân của mình không có bàn sâu vào cái chuyện là kỳ vọng lớn lao gì của các doanh nghiệp ha, tại vì mình cũng không đủ sức hiểu, nhưng mà là mình theo cảm nhận cá nhân mình là như vậy. Còn hiện nay thì mảng ngân hàng, mảng chứng khoán, mảng thép này nọ vẫn đang có rất là nhiều kỳ vọng, và như mình thì hiện nay mình đang tập trung chính vào các cái cổ phiếu này ha. Các bạn nên hiểu là khi mà lựa chọn cổ phiếu là các bạn phải lựa chọn một vài cái cổ phiếu, ít ra nó phải có những cái tiêu chí này. Thì các bạn sẽ nghĩ thêm rằng là chúng ta nên đưa thêm một cái tiêu chí nào nữa để chúng ta lựa chọn cổ phiếu. Thì mình thấy là tiêu chí đầu tiên là lựa chọn về tính chất kinh doanh, tính chất hoạt động kinh doanh, sau đó là tình hình tài chính. Nó phải là nợ ích hoặc là nợ an toàn. Đó. Rồi, kết quả làm ăn năm sau tốt hơn năm trước, cổ tức ổn định rõ ràng, giá hợp lý. Mình gọi giá hợp lý với quan điểm cá nhân mình là ở mức PE đâu đó khoảng bằng 15 là mình thấy hợp lý. Rồi các cái chỉ số về quản lý, ví dụ ROE nó cũng phải tầm 2 chỉ số thì những cái này nó mới tương đối ổn bền ha. Các bạn nên tìm hiểu thêm một chút. Thì sau rồi các bạn nên lập ra một danh sách các cái cổ phiếu tốt như vậy, sau đó quan sát thường xuyên ha. Và lựa chọn thời điểm mua. Thì cái clip sau mình sẽ nói thêm về cái chủ đề này. Thì tạm thời mình sơ bộ mình nhắc những cái ý chính này dành cho các bạn mới chơi. Mình tạm thời mình kết thúc cái clip này ở đây. Tự nhiên nó hao quá cho nên là mình không có làm tiếp được. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi.